Kỷ niệm 30 năm thành lập, hệ thống GG Cosmetics có nhiều quà tặng giá trị cho khách hàng cũ và mới. Mua nhiều tặng nhiều, đặc biệt promotion từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10 2015. Mua từ 150 đồng trở lên bất cứ sản phẩm nào đều được tặng một tấm vé số để tham gia chương trình trúng thưởng. Một giải đặc biệt, một vé máy bay khứ hồi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trị giá 1.000 đô la và còn nhiều phần thưởng giá trị khác. Xin mời đến mua hàng và nhận vé số tại GG Cosmetics và ITV Home Shopping bên trong thương xá Phú Lộc Thọ hoặc GG Cosmetics trong khu Cơm Tấm Thành 714-898-9898. Trong chương trình Talk Show ngày hôm nay giới thiệu về hệ thống GG Cosmetics cũng như là những cái sản phẩm mà hệ thống này mang đến cho cộng đồng Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại và gặp chị Phấn là chủ nhân của hệ thống GG Cosmetics để tìm hiểu thêm về những cái chương trình promotion đặc biệt là trong mùa thu này. Hồng Khanh xin chào chị Phấn. Dạ, Phấn xin chào quý khán thính giả Đài Tiếng Nói Sài Gòn TV. Hôm nay giống như quý khách đã biết, một năm chúng ta có hai lần promotion đặc biệt lớn nhất của Shiseido là mùa xuân và mùa thu ạ. Hôm nay chương trình rất là đặc biệt, là coi như năm nay nó có thêm những cái nhiều cái quà tặng hơn nữa. Đây Phấn xin chị Ngọc để mà giới thiệu cho chương trình của chúng ta. Xin kính chào quý khách của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Thì hôm nay Ngọc giới thiệu quý vị mua trên hai sản phẩm dưỡng da của Shiseido thì quý khách sẽ được tặng ngay một cái túi rất là sang trọng của Shiseido quý vị ạ. Ngoài ra còn tặng được những cái sản phẩm dưỡng da của Shiseido. Quý vị mua trên 100 đồng thì quý vị sẽ được tặng cho hai món bio dưỡng da của Shiseido. Cái này là hai dưỡng da mới ra của Shiseido. Nó có những cái chức năng rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó làm chống nhăn nè, thứ hai là nó làm cho mình sáng da, săn chắc làn da và giảm thiểu những cái mẩn đỏ trên da đó quý vị. Chương trình quà tặng nó có rất là giới hạn. Xin quý khách hãy đến ngay GG Cosmetics để mình có những cái phần quà đặc biệt trong mùa thu này nha quý vị. Cảm ơn chị Phấn và chị Ngọc. Thưa quý vị có thể tìm thấy những cái sản phẩm của Shiseido với những chương trình promotion mà chị Phấn và chị Ngọc vừa giới thiệu cho chúng ta tại ba địa điểm. Thứ nhất là địa điểm chính nằm trong bên trong thương xá Phú Lộc Thọ, GG Cosmetics đằng sau sân khấu chính, với số điện thoại là 714-898-9898. Vì cũng có thể đến địa điểm 2 nằm trong cái khu vực Cơm Tấm Thành ở trên đường Bô Sa, với số điện thoại là 714-531-1208, 531-1208. Hoặc quý vị có thể đến với hệ thống ITV Home Shopping của GG Cosmetics cửa sau thương xá Phú Lộc Thọ với số điện thoại là 657-227-8539, 657-227-8539. Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ giới thiệu lại chương trình promotion cũng như là chương trình bốc thăm trúng thưởng của hệ thống GG Cosmetics với cái sản phẩm là Shiseido. Thưa quý vị, với sự chứng kiến của chị Phấn, chủ nhân của hệ thống GG Cosmetics, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị thông báo về cái chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của hệ thống này, tức là năm 1984 cho đến năm nay là 2015. Và chương trình bốc thăm trúng thưởng này nhằm mục đích là để tri ân và cảm ơn khách hàng, như chúng tôi nói là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hệ thống này. Với mỗi hóa đơn quý vị mua hàng trên 150 đồng khoảng mà quý vị sẽ được một cái tấm phiếu vé số để mà tham dự chương trình bốc thưởng có giá trị này. Trước khi chúng tôi công bố về giải thưởng thì chúng tôi cũng xin nói luôn là chương trình promotion bốc thăm trúng thưởng này đó thì sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 2015, tức là đã bắt đầu rồi, cho đến kết thúc là ngày 15 tháng 10 2015. Giải thưởng này cũng do GG Cosmetics và cũng như là Shiseido tài trợ khoảng thưa chị. Dạ vâng ạ. Tại vì những cái bắt thăm này là coi như được những giải thưởng như vậy đặc biệt là do các hãng của Shiseido hay là những cái hãng khác để mà support cho chúng tôi. Bởi vậy quý vị cứ yên tâm là coi như là chúng ta là có chúng thật đó. Và tụi tôi đã sẵn sàng đã mua vé máy bay trong cái hãng mà Signature. Ngày xưa kêu bằng Five Ocean đó, theo quý vị đã biết là hãng vé máy bay đã 30 năm thì là chúng tôi đã trả tiền để mà được hai giải thưởng vé máy bay. Thì quý vị tới đó là coi như Phấn xin là coi như là hy vọng quý khách được những giải thưởng đó, tới hồi được cả gia đình đi chơi với nhau. Dạ. Và rất là đặc biệt nữa, mình có 100 cái giải thưởng kêu bằng khuyến khích, Khánh. Dạ. 100 giải thưởng khuyến khích
để mà tặng cho quý khách, cho những người mà chưa được trúng, để chờ câu hỏi sau. Vâng, dạ. Và bây giờ thì chúc Phạm Khanh sẽ đọc chi tiết tiếp tục những cái giải thưởng mà chị Phấn vừa nói qua cho chúng ta biết. Và như là chị Phấn nói đó, thì bảo đảm quý vị sẽ là những người may mắn trúng thưởng. Nhớ vì nhớ ngày xổ số thì nhớ đến tiệm GC Cosmetics để mà tham dự cùng với chúng tôi. Chương trình này sẽ được ghi hình và phát hình, công bố kết quả trên đài Lý Đô Sài Gòn TV. Chương trình sẽ là coi như công bố vào 15 tây tháng 10, hình như là thứ bảy đó quý vị. Phấn xin quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng ta để mà chứng kiến những cái bắt thăm để mà vui tươi hơn. Và chỉ mua hàng trên 150 đồng vì có những cơ may trúng thưởng những cái giải thưởng như: thứ nhất, giải đặc biệt, một giải là một vé máy bay khứ hồi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trị giá 1.000 đồng. Chưa hết, chúng tôi có thêm một vé máy bay nữa là giải nhất, là một vé máy bay khứ hồi giữa Mỹ và Việt Nam giá là 800 đồng. Như vậy là trong cái phần này không, chúng tôi thấy có hai vé máy bay, quý vị, cơ hội trúng thưởng rất là nhiều. Giải nhì thì có hai giải, mỗi giải là một cái hộp Uhui Imperial Set trị giá là 490 đồng. Rồi giải 3 thì có 5 giải, mỗi giải như vậy là một set dầu gội đầu chống rụng tóc Kigo Premium Shampoo trị giá là 114 đồng. Rồi giải 4 thì có 10 giải, mỗi giải là một hộp BB Cream hoặc CC Cream của công ty Magic Lens. Như là chị Phấn nói hồi nãy là chúng ta có tới 100 giải khuyến khích được. Wow, nhiều quá. Mỗi giải là một cái Shiseido Travel Gift Set, một cái hộp mà gọi là gift set của Shiseido. Đây, Phạm Khanh thích lắm. Dạ. Thay về chương trình hôm nay á, là mình tới giống như hồi nãy chị Ngọc đang nói là coi như quý khách mua hai dưỡng da, quý khách sẽ hưởng được một cái phần quà có cái túi rất là sang trọng và bốn món quà và được thêm hai món và bio mới nữa. Dạ. Và đồng thời nếu mà quý vị đến cái ngày đó tới thăm tham dự cái bắt thăm thì quý vị sẽ được, nếu mà quý vị được lucky thì là trúng thêm một cái giải thưởng khuyến khích hay là giải thưởng 1, 2, 3, 4 gì đó, thêm quà tặng nữa. Dạ, vâng. Tôi thấy cơ hội trúng nhiều lắm thưa quý vị, trên 100 giải thưởng. Hy vọng là quý vị là sẽ là những người may mắn để mà trúng thưởng trong cái chương trình promotion, chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hệ thống GC Cosmetics. Quý vị có thể liên lạc với lại ba chi nhánh của GC Cosmetics bên trong thương xá Phú Lộc Thọ, cửa sau thương xá Phú Lộc Thọ, hệ thống ITB Home Shopping, hoặc quý vị có thể đến tiệm GC Cosmetics ở bên trong cái khu vực Cơm Tấm Thành, hoặc là có thể gọi số điện thoại là 714-898-9898, 714-898-9898 để mà biết thêm chi tiết về những cái chương trình promotion này. Và nhân đây thì chắc chắn là chị Phấn cũng muốn gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã ủng hộ cho hệ thống GC Cosmetics trong suốt 30 năm qua, không phải không ạ? Dạ, Phấn xin cảm tạ và cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho chúng ta trên 30 năm. Và giống như thường Phấn thường hay nói là coi như khách mình từ má mà thành nhà quen mà, từ con gái thành nhà má mà, thành nhà Phấn rất là cảm động và rất là xúc động. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho GC Cosmetics của chúng ta trên 30 năm và sẽ dài dài nữa. Dạ, xin kính chào quý vị và cảm ơn nhiều lắm. Kỷ niệm 30 năm thành lập, hệ thống GC Cosmetics có nhiều quà tặng giá trị cho khách hàng cũ và mới. Mua nhiều tặng nhiều, đặc biệt promotion từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10 2015. Mua từ 150 đồng trở lên bất cứ sản phẩm nào đều được tặng một tấm vé số để tham gia chương trình trúng thưởng. Một giải đặc biệt, một vé máy bay khứ hồi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trị giá 1.000 đô la và còn nhiều phần thưởng giá trị khác. Xin mời đến mua hàng và nhận vé số tại GC Cosmetics và ITV Home Shopping bên trong thương xá Phú Lộc Thọ hoặc GC Cosmetics trong khu Cơm Tấm Thành, 714-898-9898.